Vâng, kính chào các bác. Số đỏ hôm nay vừa về thêm được 12 con đẩy DMX KX612. Đây là cái dòng đẩy có thể là nói là được nhiều người mà đặt em nhất. Đấy, nhiều người đặt hàng em nhất và luôn luôn hỏi một cái bài đó, hầu như là lượng view lên rất là lên từng ngày ấy. Thì cái con đẩy này á nó là ba kênh và nó hai kênh đầu, kênh A, kênh B, kênh 1 và kênh 2 này các bác nhìn này. Kênh 1 và kênh 2 này. Nó là 600W nhân 600W và riêng cái số 3 nó là 1200W. Đấy, thì cái con đẩy này trước đây em đã bán rồi và rất là nhiều người ưng ý luôn mà chưa có ai chê được con đẩy này. Thực sự chất âm của nó quá tuyệt vời, rất là hay luôn. Thì lần này em về được có 12 con thôi. Thì các bác nếu mà muốn xem chất âm của nó hay là muốn đây thì em sẽ hướng dẫn các bác. Các bác vào trong kênh của em có thể lên YouTube, các bác nhập cái độ test, các bác nhập thế này này. Test sức mạnh của đẩy DMX KT612 thì nó sẽ hiện ra ngay cái bài em trước em làm. Thì các bác cái chất âm của nó hay cái gì các bác vào xem những bài cũ của em nhé. Vì em sẽ không làm lại nữa. Thì đây các bác vào, nó sẽ có hai phần. Phần 1 và phần 2. Đấy, em sẽ làm hai phần, phần 1 phần 2. Thì cái con này nó rất là khỏe luôn. Đấy, nó rất là khỏe. Trước em đánh một đôi. Đấy, em đánh là một hai đôi bát 30. Em cho các bác xem luôn. Hai đôi bát 30. Đấy, hai đôi bát 30 và một đôi súp 50. Đấy, đánh rất là sướng luôn và căng đét. Thì các bác lưu ý những cái con này, công suất nó rất là cao luôn. Cái kênh số 2 này, số 3 này của nó là những 1200W một kênh ở 8 ohm các bác nhá. Đây là em tính công suất 8 ohm chứ không nói công suất 4 ohm nhá. Thì cái công suất 1200W một kênh ấy, nó hoàn toàn đánh được một đôi súp 50 cho các bác, rất ok luôn. Đấy, dùng kể cả bác dùng làm những quán cà phê hát ngoài trời chúng ta cần một cái đẩy là đủ rồi. Đấy, riêng cái số 3 này họ đánh là một đôi sấp 50 và hai đôi full bar 30 thì rất là ok cho chúng ta làm những cái show nhỏ đó nhá, rất là ok luôn. Thì đặc biệt là những chương trình hát với nhau á, chỉ cần một con này là tuyệt vời, không chê được gì cả. Thì đây là hàng xịn 100% các bác nhá, hàng xịn 100% của DMX. Thì cái mã này là KX612 này, em sẽ không nói thẳng luôn là em sẽ không bán hàng loại 1, loại 2. Đây, các bác đừng có hỏi đây là hàng loại mấy. Đây chỉ có một loại duy nhất, đó là hàng chính hãng của hãng DMX thôi. Đấy, thì cái bản này á, cái lô này em về nó đẹp hơn cái lô ở trước của em lấy về á. Đây là bản đời sau, bản đời sau các bác nhá. Chính vì vậy cái mặt thiết kế đương nhiên là nó sẽ giống nhau rồi. Thì em nói đây là quần đẩy của nó là cực kỳ đẹp, cái thiết kế cái mặt trước không để chê được cái gì cả. Đẹp nhất trong những quần đẩy mà em từng bán. Đấy, kiểu dáng rất là đẹp và sang trọng luôn. Thì đây em nói đây là cái, vì đây là đời sau của cái bản đời trước. Ở trước em bán là 6.500.000 đồng đúng không ạ? Thì cái lần này cái lô này á giá nó sẽ nhỉnh hơn, các bác đừng hỏi vì sao mà nó nhỉnh hơn nhá. Em báo giá ngày hôm nay luôn, cái ngày hôm nay là cái giá ngày hôm nay em bán là ngày mùng 8 tháng 12, là thời điểm bây giờ đang cận kề Tết và đang hiện tại hàng đang khan nhất trong năm, nên lượng hàng khan nhất trong năm và giá đã bị cao hơn so với thực tế. Những các bác đấy mà các bác mua những tháng 5, tháng 7 thì giá có thể nó mềm hơn được vài trăm, nhưng cái giá hiện tại bây giờ em nói luôn là 7 triệu đồng. Đấy, giá 7 triệu đồng một chiếc này. Đấy, nó sẽ cao hơn cả đẩy 4 kênh. Đấy, cái con này nó đánh hay lắm. Như vậy nó sẽ cao hơn đẩy 4 kênh. Giá rất là cao. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Hồi trước em bán cho bác chỉ có 6 triệu rưỡi thôi, nhưng lần này giá lên là mất 500.000, là thành 7 triệu. Em không muốn lên đâu, nhưng thực sự giá thị trường nó đã lên rồi. Tất cả hàng hóa bên kia đang khan vô lượng phục vụ Tết chúng ta, thì tất cả nó phải lên hết. Đấy, thì cái con này chính vì bảo là đời sau. Đời sau chính như vậy, tất cả hoàn toàn tụ đây này. Bác nhìn này, tụ đây nó trở thành tụ màu nâu, màu tím nâu á, màu tím là màu tím được đấy. Nó có hai vế tụ khác nhau, thì tới 16 tụ liền. Và tụ này đó là 10.000 mi các bác nhá. Cái vế bên này là vế đánh súp này, vế bên này là vế đánh súp này, thì nó sử dụng 8 con tụ 10.000 mi 50 v, và vế bên này là vế đánh vào phun thì nó sử dụng 8 con tụ 10.000 mi và 80 v các bác nhá. 80 v tính là nó cao hơn này, đấy nó cao hơn. Thì đây là thiết kế của họ đấy. Chúng ta đếm xòa của nó thì chúng ta đếm luôn, chúng ta đếm cho các bác xem không. Thì chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 với 12 lại chính là cái vế đánh súp là 24 xòa các bác nhé. Đấy, 24 xòa này. Đến bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 xòa nữa là 20 xòa nữa, vậy chính là 44 xòa các bác nhá, 44 xoàng. Nhưng cái hãng DMX này,
họ đã cho chúng ta cái cơ hội chúng ta nâng công suất lên, nâng công suất lên của cái vế đánh xuất các anh nha, vế đánh xuất. Tại vì sao? Họ đã trừ chúng ta này bốn con chở, bốn con chở sứ, 1, 2 ở dưới hai con là 4 con, và họ đã trừ lắp sẵn chở sứ cho chúng ta rồi. Nếu bác nào muốn nâng công suất lên con này, lên cái vế bên này lên 1500W thì chúng ta sẽ mua đúng con sò này, đúng con sò là gì này, cứ đúng cái mã như thế này, đây đúng cái mã như thế này, thì chúng ta sẽ gắn thêm vào. Đây là bản thiếu, bản này là họ lắp sẵn rồi, lắp sẵn chặn sẵn chở sứ cho chúng ta rồi, nhưng họ không lắp sò thêm. Thì cái này chúng ta về những bác thợ nào có kinh nghiệm, chúng ta có thể em nâng cấp lên được 1500W một cây ở cái con này, cái vế bên này các bác nha. Đấy, thì bên này chúng ta cũng thể nâng cấp được, những con này chúng ta nâng cấp được ok hết. Thì kinh nghiệm chúng ta đếm sò như em bạn nói các bác á, chúng ta đừng có đếm sò ở đây này, đừng có đếm sò ở mấy cái sò này. Đấy, kinh nghiệm đếm chính xác nhất là chúng ta đếm con chợ sứ này, bởi vì một con sò là muốn hoạt động được nó phải có một con chợ sứ để chúng ta cái đếm chợ sứ thôi. Có thể những cái con khác họ đã chia hết cái phần sò rồi. Đấy, chúng ta chia hết phần sò này thì chúng ta không biết bao nhiêu sò cả, thì chúng ta cái đếm chợ sứ này là ra sò. Đấy, cứ ra sò thôi, bao nhiêu đấy vậy thôi, đơn giản là thôi. Thì cái con này có thể là cái con mà chất âm nó rất cực kỳ hay luôn. Đấy, nó rất cực kỳ hay luôn. Em bán mà chưa có ai chê được cái con này. Đó là cái bản đời tụ đen đấy. Và bây giờ là bản đợi tụ nâu này, tụ nâu này. Thì cái con này nó có nhất là nhiều lời mạch, nhưng mà những cái đời mạch nó khác nhau. Đấy, khác năm thì nó sẽ khác nhau về màu dáng. Thì cái đời mạch này, năm này là năm sản xuất đời sau của cái bản đen đấy, thì nó ra màu nâu. Đấy, từng cái con tụ nhỏ có màu nâu hết này. Đấy, màu nâu này. Đấy, còn những cái đời trước thì nó sẽ tụ màu đen. Đó nha. Nhưng đó là hàng xịn hết, không có hàng nào hàng nhái đâu. Đó, hàng nào cũng xịn như nhau cả, công suất đều như nhau, không khác nhau gì cả. Thì cái nguồn này rất là lớn. Nguồn này nguồn 20 các bác nhá, nguồn 20. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Và nó là không chê cái con này đâu. Nó thật, cái con này em bán nhanh lắm. Đặt em về hầu như là được mấy chục con mà bán có mấy hôm hết. Đấy, và hầu như bây giờ ngày nào cũng có người hỏi. Ngày nào cũng có người hỏi những con này. Bởi vì nó dùng gia đình cũng rất là ok. Nên gia đình chúng ta thì những cái bác mà muốn dùng cái xúc hơi á thì con này đánh được cả xúc hơi. Đấy, xúc hơi cho các bác rồi. Đấy, một đôi xúc 50 là đánh tẹt bô và hai đôi full 30. Quá là hay luôn, mà còn thương hiệu đến từ Italia các bác nha. Đấy. Như giá em công bố cho các bác ở đây là 7 triệu đồng nhá. 7 triệu đồng cho một con em này nhá. Đẹp nguyên zin cho các bác. Đấy. Đẹp nguyên zin. À mà đặc biệt một cái. Đó là những cái lô hôm trước các bác á, những cái lô hồi trước á thì có thể là trồng cái dòng đời trước á thì nó không được mới bằng lô đợt này. Đấy. Đợt này ăn mới hơn, cái lô đợt này em về thực sự đợt đẹp hơn. Và vào cái dịp cần kề cái Tết rồi mà bọn em đã mua được cái lô này, nó cực kỳ đẹp. Nó là không đẹp hơn cái lô trước rất là nhiều luôn, rất là may mắn. Thì cái lô này hầu như là tất cả tụ rồi này, nó còn chưa bị phù vào cái gì cả. Ở trước nó còn có những cái vế bên, có một vế em nhớ là có một cái vế bên loa phun này nó hay bị phù tụ này. Đấy, thì cái lô này về là hầu như chưa con nào bị phù. Đấy, em tháo cả ba con để kiểm chứng thôi, nhưng mà đúng không con nào bị phù cả, rất là may mắn luôn. Đấy. Đương nhiên là cái hàng bãi thì chúng ta phải chấp nhận, có thể là tụ nó hơi bị phù một chút đó, thì chúng ta phải chấp nhận. Đó là 9 bộ lòng 10, và đương nhiên người bán là phải vậy. Nếu như người ta bán, người ta cố tình người ta không muốn cho các bác biết phù thì người ta có thể gõ, người ta gõ xuống, gõ cho nó bè hắn hết phần tù phù đi. Nhưng đó thực sự là không nên, đó là trong kinh nghiệm thì chúng ta kể cả người thợ chúng ta cũng không nên làm những chuyện đó, thì chúng ta cố sao bán vậy. Và đương nhiên đó là hàng zin thì chúng ta phải để zin nguyên zin cho các bác, chứ không nên can thiệp vào. Đấy. Còn những cái con nào mà hắn đang đẹp như thế này là tốt quá rồi, không thể nói được cái gì nữa rồi. Đấy, như cái con này gần như nó đẹp như mới. Và tất cả các lô này em chưa hề vệ sinh gì cả. Đang nguyên bụi này. Đấy. Đang nguyên bụi các bác nhá, chưa hề vệ sinh một cái gì cả. Thì cái con này nó chạy mạch class H các bác nhá. Mạch class H đấy. Đấy, mình thấy mạch class H là cái dòng mạch của nó là cực kỳ bền. Như là nói là em bán đẩy DC này, đấy. DC này, rất là nhiều các bác thấy nhiều không? Thì cái đẩy DC hay là mạch class H luôn. Thì tất cả những cái con mạch class H họ nó là rất là bền, độ bền cực kỳ cao luôn. Độ bền nó rất là cao, hầu như là ít khi hỏng lắm. Bọn em lấy những cái lô về cả trăm con hầu như là ít khi bị hỏng. Đấy, con nào xui lắm có thể là nó do vận chuyển hoặc đánh rơi hoặc chẳng hạn. Thì những cái con nó có thể là do bong mạch cái gì đó thì nó bị hỏng. Còn thường thường để mà cháy công suất cái gì đó hầu như em chưa thấy con nào cả. Có thể là hay là em may mắn không biết. Đấy, những cái lô đấy nó chưa bao giờ con nào hỏng này. Đấy. Thì các bác nào mà muốn xem những cái video trước của em á, đây này thì bây giờ em hướng dẫn này, thì vào YouTube thì các bác cứ tra cái phần cái từ khóa tìm kiếm á, ví dụ như là test sức mạnh của đẩy DMX KT612 hoặc là đẩy KT612 nó động ra. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta cần nhập đẩy KT
DMXKT 612 thì nó cũng sẽ ra thôi. Đấy, nó cũng sẽ ra cái bài của em thôi. Đấy là những cái bài này là của em. Thì các bác vào xem sẽ xem được những cái phần kiểm tra sức mạnh của nó, hay kể cả chất âm. Đây kể cả như là cái kiểu dáng hồi xưa đây. Đây hồi xưa đây. Để cho các bác xem luôn phần trước này. Đây đây phần trước đây. Đấy. Các bác xem được những cái video đặt trước của em đấy. Thì nó cũng y chang vậy, kiểu dáng y chang vậy thôi. Đó nha. Thì mỗi năm nó sẽ có cái thay đổi một chút hình dáng thế thôi. Cái phần tổng thể là nó vẫn giống nhau. Công suất giống nhau các bác nha. Đấy. Cực kỳ đẹp. Đây là ốc em mới tháo này, bó lại mọi rồi mất. Ốc kim của các bác đấy. Đấy. Tem QC này họ kiểm định này. Cái dòng DMX này họ rất là đặt cẩn thận. Tất cả tem QC từng vế công suất này họ kiểm tra và họ đóng dấu trực tiếp lên cái phần nhôm tản nhiệt luôn. Và kể cả những bộ phận khác họ đều dán hết. Bộ phận khác họ đều dán hết cho chúng ta. Họ kiểm tra rất là kỹ. Nên em thấy này, chỗ ví dụ đằng sau cũng có tiêm QC, tổng ở ngoài cũng có, mà trong từng bộ mạch đều có cả, họ đều đóng hết. Đấy, đây. Có những cái nó sẽ mờ đi, và đem vệ sinh có thể lau bằng cái chất tẩy rửa này, nó mờ mắt cái đi, nhưng mà không cái nào nó cũng có hết. Đấy, có những cái nó sẽ nhạt nhạt đi một chút đấy. Đấy. Nó sẽ có hết các bác nha. Nó nhìn lại rất là đẹp luôn. Đấy, không có nào tụ phụ đồ nha. Đấy. Nhìn nhá, đấy không có nào phụ tụ này. Cái màu đẹp không? Màu nhìn giống như cà tím đấy. Vậy các bác nhá, giá em nói các bác là 7 triệu đồng nhá. 7 triệu đồng một chiếc đấy, hàng nguyên zin luôn, đẹp cực kỳ luôn. Lô này tôi nói là cực kỳ đẹp luôn. Và cho các bác đánh thoải mái là hai cặp full 30 và một cặp sấp 50 các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ mua hàng thì liên hệ với em, số điện thoại trên đây này. Đấy, trên góc bên trái này. Cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại ở những clip sau.